Báo viên XP đưa tin, giới chức Tây Ban Nha cho biết số lượng người thiệt mạng do trận lũ lịch sử ở nước này đã tăng lên 205 và có thể còn cao hơn. Cơ quan phụ trách điều phối hoạt động cứu hộ ở vùng Valencia, miền đông Tây Ban Nha này xác nhận ít nhất 202 người thiệt mạng do lũ quét tại khu vực này, tăng 47 người so với ngày 31 tháng 10. Cộng với 3 trường hợp được ghi nhận trước đó ở cả hai vùng, castilla La Mancha và Andalusia lân cận, tổng số người chết do lũ lụt ở Tây Ban Nha đã chạm mốc 205 người, khiến đây trở thành thảm họa tồi tệ nhất ở châu Âu trong hơn 5 thập kỷ. Lần gần nhất châu lục này ghi nhận thương vong lớn hơn là năm 1970 khi lũ lụt nghiêm trọng làm 209 người thiệt mạng ở Romania, trước đó 3 năm, lũ lụt tại Tây Ban Nha khiến 500 người chết, thương vong do lũ lụt tại Tây Ban Nha dự kiến tiếp tục tăng do vẫn còn hàng chục người mất tích. Theo Angel Victor Torres, bộ trưởng phụ trách hợp tác liên vùng nước này Khoảng 500 binh sĩ đã được triển khai để tìm kiếm những người mất tích và hỗ trợ những người sống do so sau bão lũ. Khoảng 70.000 hộ gia đình vẫn chưa có điện sinh hoạt và lính cứu hỏa đang phải rút sang từ ô tô bị bỏ lại để có nhiều nhiên liệu chạy máy phát điện cho người dân. Một lính cứu hỏa tới từ vùng Andalusia ở phía nam cho biết trên tay cầm ống nhựa và chai rỗng để đựng nhiên liệu, chúng tôi phải lần mò từ xe này sang xe khác để tìm xăng. Thực tế khó khăn khiến tình hình an ninh một số khu vực trở nên bất ổn. Tại thị trấn Andaya, ở vùng Valencia, người dân bắt gặp một số trường hợp lấy cắp hàng hóa từ siêu thị khi không có người trông coi. Cư dân địa phương Fernando Lozano nhận định, cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường và siêu thị mở cửa trở lại, tình hình ở đây vẫn rất tồi tệ. Cảnh sát hôm nay thông báo đã bắt 50 người vì nguyên nhân, trong đó có trộm cắp đồ từ trong ô tô và trang sức tại cửa hàng. Bộ trưởng Toros cam kết phản ứng không khoan nhượng với hành vi hôi của. Hàng trăm tình nguyện viên hôm nay khởi hành từ thành phố Valencia mang theo xô giảng và xe đầy chất đầy thức ăn, tạ lót để hỗ trợ những người gặp nạn ở vùng ngoại ô đang bị ngập lụt. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ca ngợi sự đoàn kết và cống hiến không có giới hạn của xã hội Tây Ban Nha, cam kết sẽ cung cấp hỗ trợ cho người dân đến khi nào cần thiết. Tuy nhiên, chính quyền vùng Valencia khuyến cáo mọi người không nên di chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Giới chức cho biết, lưu lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được những địa điểm này, đồng thời cảnh báo nguy cơ sập đường cơ quan khí tượng Tây Ban Nha AMET đã ban bố cảnh báo cao nhất về mưa lớn tại một phần vùng Andalusia, đồng thời duy trì cảnh báo ở các vùng Valencia, Catalonia và quần đảo Balagret. Lượng mưa tương đương một năm chút xuống miền đông Tây Ban Nha hôm 29 tháng 10, phá hủy đường xá và làm nước sông tràn bờ, đồng thời gây thiệt hại khổng lồ về người. Truyền thông cho biết một phần nguyên nhân dẫn đến thương vong lớn là do giới chức đã phát cảnh báo chậm cho người dân. Giới khoa học cũng nhận định cuộc khủng hoảng khí hậu do con người tạo nên đang làm gia tăng cường độ, thời gian và tần suất xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tờ Church Times dẫn lời giới chức Tây Ban Nha ngày 30 tháng 10 cho biết thảm họa xảy ra sau khi mưa như chút nước đổ xuống khu vực phía đông tỉnh Valencia cuốn trôi nhiều cây cầu và tòa nhà. Theo Reuters, đây là thảm họa lũ lụt chết chóc nhất ở Tây Ban Nha kể từ năm 1996 và chết chóc nhất ở châu Âu kể từ năm 2021. Các nhà khí tượng học cho biết lượng mưa tương đương trong một năm đã đổ xuống chỉ trong 8 giờ tại một số khu vực ở tỉnh Valencia vào ngày 29 tháng 10 gây ra tình trạng ùn tắc trên đường cao tốc và nhấn chìm đất nông nghiệp. Người dân ở những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất mô tả họ nhìn thấy mọi người trèo lên nóc xe khi dòng nước màu nâu dữ dội tràn qua các con phố, nhổ bật gốc cây và cuốn trôi những mảng gạch đá từ các tòa nhà. Ông Dennis Hlavati, người dân Valencia, đang chờ cứu hộ trên một mỏm đá ở trạm xăng nơi ông làm việc, cho biết đó như thể là một con sông quét qua, cửa bị xé toạc và tôi đã phải ngủ qua đêm ở đó, xung quanh là nước ngập sâu 2 mét. Antonio Camona, công nhân xây dựng và là cư dân của thị trấn Alora, vùng Andalusia nói, nước lũ đã cuốn trôi rất nhiều chó, ngựa và nhiều thứ khác. Nhiều bức ảnh chụp lại cảnh tượng kinh hoàng khi ô tô chồng chất lên nhau, nằm ngổn ngang trên đường phố. Rác thải, bùn đất ngập ngộ khắp nơi, người dân tràn ra đường với gương mặt thất thần và ánh mắt lo lắng các video do lực lượng cứu hộ ghi lại từ trực thăng cho thấy những cây cầu bị sập và ô tô xe tải chất đống lên nhau trên những xa lộ giữa các cánh đồng ngập lụt bên ngoài thành phố valencia tỉnh valencia Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên mạng xã hội X và tuyên bố liên minh châu Âu sẵn sàng hỗ trợ Tây Ban Nha khắc phục hậu quả của trận lũ lụt thảm khốc. Những gì chúng ta đang thấy ở Tây Ban Nha thật thảm khốc. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hứa sẽ xây dựng lại cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy và phát biểu trên truyền hình đối với những người hiện vẫn đang tìm kiếm người thân của mình, cả nước Tây Ban Nha hướng về các bạn. Truyền thông địa phương dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho hay, một đơn vị quân đội chuyên về các hoạt động cứu hộ sẽ sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm dưới bùn đất và đống đổ nát tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vào ngày 31 tháng 10. Khi được hỏi liệu số nạn nhân thiệt mạng có khả năng tăng lên không, bà Robles cho biết, thật không may, chúng tôi không lạc quan về điều đó. Các đội tìm kiếm đã mang theo 50 nhà xác di động. Chính quyền địa phương cho biết các chuyến tàu đến thành phố Madrid và Barcelona đã bị hủy do lũ lụt. Các trường học cùng nhiều dịch vụ thiết yếu khác đã phải tạm dừng hoạt động ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Theo Reuters, giới khoa học cho biết các hiện tượng thời tiết cực đoan đang xảy ra thường xuyên hơn ở châu Âu do biến đổi khí hậu. Nhiều nhà khí tượng học cho rằng sự ấm lên của địa trung hải làm tăng sự bốc hơi nước, đóng vai trò chính trong việc gây mưa xối xả ở châu Âu. Báo Dân Chí đưa tin, số người tử vong vì lũ quét tàn khốc ở miền đông Tây Ban Nha đã tăng lên 158 vào ngày 31 tháng 10, trong khi các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích trong thảm họa liên quan đến bão chết chóc hàng đầu châu Âu trong thời gian qua. Angel Victor Torres, Bộ trưởng phụ trách hợp tác giữa các khu vực của Tây Ban Nha, phát biểu tại một cuộc họp báo. Tổng cộng có 158 người tử vong và hàng chục người mất tích. Ở vùng Valencia, lượng mưa tương đương một năm chút xối xả xuống các khu vực chỉ trong 8 giờ đồng hồ, gây ra lũ quét nghiêm trọng. Đây được xem là thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Tây Ban Nha. Và các nhà khí tượng học cho biết biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như vậy xảy ra thường xuyên hơn và có sức tàn phá lớn hơn. Đội cứu hộ đã phát hiện ra thi thể của 8 người, bao gồm một cảnh sát địa phương, bị mắc kẹt trong một gara ở ngoại ô thành phố Valencia thị trưởng Maria Jos Catala nói với các phóng viên. Tại cùng khu phố La Torre, bà cho biết một phụ nữ 45 tuổi cũng được tìm thấy đã tử vong trong nhà riêng. Hàng nghìn người mang theo túi sách hoặc đẩy xe đẩy hàng hóa băng qua một cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông Turia từ La Torre vào trung tâm thành phố Valencia để mua các nhu yếu phẩm thiết yếu như giấy vệ sinh và nước. Các chính trị gia đối lập cáo buộc chính quyền hành động chưa đủ nhanh trong việc cảnh báo người dân và huy động đội cứu hộ. Tại Godeleta, một thị trấn cách thành phố Valencia, 37 km về phía Tây, Antonio Molina, 52 tuổi, cho biết ông đã sống sót nhờ bám vào một cây cột điện trên hiên nhà hàng xóm vào ngày 29 tháng 10 khi nước ngập đến cổ. Trước đó, nhà của Molina đã hứng chịu hai trận lũ lớn vào năm 2018 và 2020. Lũ quét đã tàn phá cơ sở hạ tầng Valencia, cuốn trôi cầu, đường, đường sắt, đồng thời nhấn chim đất nông nghiệp. Khi đến thăm một trung tâm điều phối cứu hộ gần thành phố Valencia, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã kêu gọi mọi người ở nhà vì nguy cơ thời tiết sông bão. Ông nói với các phóng viên, điều quan trọng nhất hiện nay là bảo vệ càng nhiều sinh mạng càng tốt.